Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn làm ống lươn. Đây là ống 60, các bạn cắt cho khoảng 1 mét hoặc là 80 phân. Còn đây là khi làm xong, khi thả xong các bạn nhớ rửa sạch và phơi khô như thế này nhé. Xong rồi.